Hello anh em. Hôm nay em mua cái con NATO ở của Mỹ. Con này 1955. Con này là Rock Island 574. À, con này nó đẹp hoàn thiện luôn. Từ trên dưới tay zin nè. Cái lỗ của nó hả? Em siết mặt quá. Nha. Cái lỗ cũng còn bao zin luôn. Tay zin, đế zin lành lặn, thanh dẫn hướng rất là đẹp ha, đế zin mọi thứ zin hết nha, con tán nó zin luôn. Có một cái là cái hàm nó banh rồi, cái xúc hàm rồi, anh em về gắn hàm vô bán rẻ thôi. Tay cái tay cũng tay zin ha, góc anh lịch. Con này nó có đánh số nè, để em siết chặt lại cái 33 kg nha nè. Anh em nhìn cái thanh dẫn hướng của nó má nó vuông, nó vuông vứt luôn á. Nhưng mà đây ha, 18 55, con này 1955 nè, đế nó rất đẹp nè, đế zin nè. Em mua về, em mua con này về em tính lấy cái đế nè, con tán, lấy con tán này để bỏ vô cái con rít 1C. Cái tay quay này nó cũng tương đương với con rít 1C luôn, cái rít may, để chung lấy hai món thôi. Nhưng mà cái con rét thì người ta CNC đó, người ta CNC ở chân rồi à. Con này phải nói là nó hoàn thiện luôn anh em, nó hoàn thiện luôn á. Nhưng mà có một cái là em mới dặn cái chân lên để mở con này dính nha, dính nha, dính nó có con lóc kê dính á. Ở trên này nó có đóng số, đóng số trên này nè, con này nè, số 3 à, con này ngàn 100, con này 4 inch, nó có hai cái lỗ sẵn rồi. Về anh em chỉ nói chung mọi thứ nó đẹp luôn á, mọi thứ nó đẹp luôn, mà đều cái nó xuất hàng thôi à. Bán rẻ cho anh em luôn, giá 1,5 triệu không bao ship nha, 33 kg. Anh em về lấy cái đế không, cái đế với cái con tán này với cây bít me không đủ lời rồi ha. Rồi 1,5 triệu không có bao ship nha.